Ô tô là một tài sản lớn và giúp ích con người rất nhiều trong cuộc sống. Đặc biệt, những năm gần đây, thị trường ô tô đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều người cho rằng, thay vì chọn mua cho mình một chiếc ô tô mới, một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, phù hợp với túi tiền là một lựa chọn hợp lý hơn cả. Tuy nhiên, để chọn mua được một chiếc xe ô tô cũ mà vẫn đảm bảo chất lượng lại không phải việc dễ dàng. Hãy cùng đến với phần tư vấn của chuyên gia đánh giá xe Kia Civic ngay sau đây. Xin kính chào quý khán giả, tôi là Kia Civic. Hôm nay rất là vui khi được chia sẻ với mọi người về một chủ đề rất là hay, đó chính là ô tô cũ cuối năm. Như mọi người đã biết thì thị trường ô tô cuối năm rất là sôi động, nó diễn ra cả chiều bán, chiều mua ô tô mới và ô tô cũ. Tuy nhiên, để mua được một chiếc xe cũ chất lượng và giá thành hợp lý cũng như là còn mới thì sau đây tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một số kinh nghiệm để mua được chiếc xe cũ. Phần đầu tiên chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ lưỡng, đó chính là phần động cơ của xe, phần hộp số. Nó được ví như là trái tim của chúng ta vậy. Nếu mà cái phần này mà đã bị can thiệp bên ngoài do bị thủy phích hoặc là do phải có một lý do gì đấy phải bổ máy thì những cái xe đấy là không còn nguyên bản nữa. Mọi người kiểm tra thật kỹ. Đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra những cái con ốc chân máy như thế này, xem là đã bị tháo ra hay chưa. Tiếp theo là những cái nắp gioăng dàn cò như này đã bị tháo ra hay chưa. Tiếp theo là hộp số. Đối với một chiếc xe thì hộp số cũng rất là quan trọng. Chỉ khi có bị lỗi thì cái hộp số đấy mới phải tháo ra. Khi mà không có lỗi thì chúng ta sẽ phải là được nguyên bản như nhà sản xuất. Sau khi kiểm tra xong phần đầu của một chiếc xe thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra những cái chi tiết khác một cách kỹ lưỡng. Ví dụ như là chúng ta để xem những cái mép cản trước và tai có liên lạc với nhau hay không, những cái gân gò như thế này còn hay không hay đã bị mất chưa. Đó, chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng bốn cánh cửa sau để xem keo chỉ của những cái cánh này có còn hay không, có bị va hoặc tai nạn vào phần hông của xe hay không. Thế sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhìn chỉ của một chiếc xe. Mọi người xem thật kỹ những cái đường chỉ này. Đây là những đường chỉ của nhà sản xuất, nó rất là đẹp, rất là liền lạc và rất là rõ nét. Chứ nếu mà khi mà làm lại mọi người phải bả ba tít lên thì nó sẽ rất là dày và những cái chỉ này sẽ rất là cực. Phần tiếp theo mọi người cần phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng nữa, đó chính là toàn bộ hệ thống khung gầm chassis của xe có còn nguyên bản hay không. Một chiếc xe còn nguyên bản thì toàn bộ cái hệ thống keo chỉ của nắp capo lẫn hệ thống xương chạy dọc hai bên sẽ còn phải nguyên bản và không có hiện tượng gò, hàn, cắt, nối. Những cái vết mà tai nạn thì sườn sẽ để lại những cái dấu vết. Ví dụ như là tai nạn vào đến tận phần xương như này thì những cái chiếc xe này nó sẽ bị móp hộp. Những cái đinh tán ở đây thì sẽ bị mất. Mọi người cũng sẽ cần phải kiểm tra một cách rất là logic, kiểm tra thật kỹ để tránh trường hợp mua phải những chiếc xe tai nạn nặng ảnh hưởng tới kết cấu cũng như là độ an toàn vận hành của một chiếc xe. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với mọi người cái cách kiểm tra bên khoang nội thất để xem cái xe nó có tương ứng với số km chạy hay không. Thường là những cái xe lướt, những cái xe cũ đã qua sử dụng mà vẫn còn mới thì đồng thời nội thất ở bên trong cũng phải giữ gìn rất là mới. Đầu tiên chúng ta xem những cái cần số, xem da trên cần số xem còn mới hay không, da trên vô lăng xem có là còn mới hay không, những cái vị trí phím bấm có bị chóc hay không, những cái phần nhựa táp lô như thế này là có bị bạc hay là bị xước hay không, những cái phần ghế da, ghế nỉ như thế này để chúng ta xem là nó có tương đồng với cái số km mà xe đã chạy hay không. Khi mà một chiếc xe đẹp thì tổng thể khoang lái cần phải được giữ gìn và rất là mới. Cái điều đấy là điều rất quan trọng khi mà đi mua xe cũ. Trên đây là một số kinh nghiệm tôi chia sẻ để quý vị và các bạn có thể lựa chọn được một chiếc xe cũ vào dịp cuối năm thật ưng ý. Và hãy nhớ lái xe thật an toàn.